Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị dự án mới nhất 7 căn thuộc Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với dự án 7 căn nhà này thì 7 cuốn sổ đỏ khác nhau, đầy đủ với cái hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Và với cái dự án này thì theo như hiện trạng có thể dọn đồ về và ở ngay. 7 căn thì đã bán 3 căn, chỉ còn 4 căn ở đây thôi mọi người ạ. Với cái thông số nhà diện tích từ 30 cho tới 31 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ở đây có cả những hướng đông bắc, hướng tây nam và hướng tây bắc quý vị ạ. Đây, ở trong này còn một căn nữa là hướng tây bắc mọi người nha. Và với cái giá chào bán từ 2 tỷ 750 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị căn nhà này là hướng đông bắc với mặt tiền là 4m3. Và thiết kế như thế nào ạ? Với cái phần toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà ở đây, tất cả các căn đều được ốp đá granite. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là cửa sắt sơn tĩnh điện. Với cái vị trí này thì ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây, nó khoảng tầm 2m2 cách với lại trục đường 70, khoảng tầm 150m quý vị nha. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Mời mọi người theo anh vào vị trí cụ thể của căn nhà. Đây là phần tầng 1 với cái phần thiết kế 30m2, phòng khách, phòng bếp. Đây là không gian phòng khách. Từ vị trí căn nhà này gần với lại trung tâm thương mại Vincom Megamall, gần với lại Vinhome Smart City, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, gần với lại trục đường 70. Quý vị nào đang đi làm và sinh sống làm việc ở cái quận Nam Từ Liêm này thì đi lại rất là hợp lý. Hoặc quý vị đi làm ở sang bên cái khu vực Cầu Giấy hoặc là mạn Mỹ Đình thì nó sẽ phạm vi bán kính khoảng tầm 8 km đổ về. Bởi vì tính từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình nó khoảng tầm 4 cây rưỡi mọi người nha. Đó, đây là cái phần phòng khách. Phần hoàn thiện thì nói thật với mọi người luôn, cái tầm giá mà cái 2 tỷ 75 mà ở với cái vị trí này thì cái phần hoàn thiện gọi là cơ bản ở cái mức gọi là bình thường mọi người nha. Nó không phải là hoàn thiện cao cấp. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà, ngoài cái phần cửa chính thì ở đây còn một cái lớp cửa sổ phụ, thiết kế cũng khá là thoáng để lại ánh sáng vào trong cái không gian phòng khách. Mặt tiền của căn nhà này 4m3, rất là thoáng, rất là rộng. Hướng nhà là đông bắc, rất là mát. Nếu như quý vị nào không hợp hướng đông bắc thì ở đây còn hướng tây nam và một căn nhà hướng tây bắc nữa nhá. Đó, với cái căn nhà này thì rất là gần với trường cấp 1, cấp 2 Tây Mỗ, đi lại thì cực kỳ thuận tiện. Như quý vị biết, nếu như quý vị nào đang tìm hiểu khu vực Tây Mỗ thì căn nhà này cái giá bán rất rất là hợp lý tính đến thời điểm hiện tại quý vị nha. Với cái căn nhà này thì giá chào bán hiện tại đang là 2 tỷ 880 triệu đồng. Còn một căn nhà 2 tỷ 750 triệu đồng nữa thì căn nhà đấy nó là hướng Tây Bắc, thiết kế nó y như thế này. Tuy nhiên với căn nhà đấy nó hơi bị chéo một chút cho nên cái giá chủ đầu tư để thấp hơn mọi người nha. Còn nếu như quý vị cứ hỏi là cái căn 2 tỷ 75 đấy nó thiết kế như thế nào thì nó cũng gần như thế này thôi. Đó, đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, hoàn thiện là cơ bản là xong hết. Toàn bộ thiết kế cái chất liệu gỗ. À, mọi người ạ, tủ bếp là tủ gỗ. Ở đây thì chủ nhà có lắp cho mình một cái hút mùi. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, phụ kiện bếp đi kèm. Chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn như Ngọc Ánh vừa chia sẻ. Sổ đỏ trao tay, bàn giao nhà được luôn. Với cái ngoài phần phòng khách này, phòng bếp này thì ở đây còn một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Dự án 7 căn thì đã có 3 căn có chủ rồi, còn 4 căn nhà đang tìm chủ nữa thôi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cũng như muốn mua nhà ở khu vực này thì liên hệ nhanh với Ngọc Ánh để có thể sở hữu cho mình những cái căn nhà giá hợp lý nhất, vị trí ok, ổn nhất. Tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 lên tới tầng 4, thiết kế ở đây là toàn bộ là thiết kế cái chất liệu gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Như vậy với cái không gian căn nhà này, Ngọc Ánh chia sẻ rồi, đường, hướng, giá, vị trí đầy đủ chi tiết. Mời người theo em lên trên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với căn nhà này diện tích 30m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rất là rộng như thế này luôn quý vị nha. Một cửa sổ thông thoáng.
ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Với cái phần tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà cũng như là phần tầng 1 thì chủ nhà thiết kế toàn bộ ở đây, ở phía dưới chân Ngọc Ánh đó là gạch lát nền, gạch vân đá, kích thước gạch 60-60. Toàn bộ cái màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này thiết kế là màu sơn trắng. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn và đẹp đó. Căn phòng này khá là rộng, với cái diện tích xem khoảng tầm được 14-15 m², vuông vắn, dễ dàng kê đồ. Giá chào bán hiện tại căn nhà Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, 2.880.000 đồng cho một căn nhà 30m xây 5 tầng. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đây, phòng vệ sinh này cũng khá là rộng, đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng với cái thiết bị vệ sinh sử dụng ở trong phòng: bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống sen tắm nóng lạnh, lavabo. Với cái thiết kế cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và mời quý theo em lên khám phá các tầng phía trên. Đây là phía tầng 4 của ngôi nhà quý vị nha. Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng. Đó. 3 phòng riêng biệt, ở phía dưới thì phòng khách, phòng bếp. Được cái ưu điểm của nó thì cái đường của nó không quá ngoằn ngoèo mọi người ạ. Nó gần với lại trục đường 70. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ quạt hút mùi, sen tắm, bồn cầu, lavabo. Nói chung ấy, Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ ban đầu rồi. Với cái căn nhà 5 tầng mà vị trí của nó thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, cái giá 2.88 thì thực sự nó rất là hợp lý. Với quý vị nào đi làm ở quanh khu vực Nam Từ Liêm này, Mỹ Đình này, Cầu Giấy thì Ngọc Ánh chia sẻ nó cách khoảng tầm phạm vi bán kính 8 km quay đầu là có thể quý vị đi lại hợp lý. Và với cái một cái căn nhà sổ đỏ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, quý vị với có thể cái căn nhà này quý vị có thể vay được tầm 1.5-1.6 tỷ. Phần còn lại được vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Đây là Ngọc Ánh đã review lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà rồi. Có nghĩa là tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi một tầng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Sau đây mời mọi người theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 5 của ngôi nhà thì chia sẻ với mọi người, đây là cái không gian phòng thờ. Quý vị có thể đặt phòng thờ ở đây, rất là hợp lý. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Thì đây, mọi người có thể ngắm nghía cái khu vực sân phơi ở đây. Đây là sân phơi ở khu vực tầng 5. Đứng từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy những gì ạ? Xung quanh dân cư đông đúc, Vinhome Smart City ngay trước mặt, đi lại giao thông thuận tiện. Với căn dự án 7 căn đã bán 3 còn 4. Căn thấp nhất 2.750.000 đồng, diện tích 30m², thiết kế và xây dựng 5 tầng. Thực tế thì nó là 4 tầng rưỡi cho mọi người ạ. Đó, và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này, vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.